Được, hãy tâm sự chút về quá trình được gam và quá trình gia nhập gam được không? Ok. Hôm lúc mà mùa giải kết thúc nha, lúc mà ở SE mùa giải kết thúc á, là tôi cũng nghĩ là mùa sau là tôi vẫn ở lại SE, tại tôi còn hợp đồng. Là trong đầu tôi chưa có một ý định nào là tôi sẽ out, tôi ra team khác luôn á, chưa có một ý định đó luôn á. Là kiểu trong đầu suy nghĩ là cái chuyện mà tôi out SE nó như là một cái phép màu á. Nói chung là tôi biết là tôi không out được, cho nên là tôi không có nghĩ tới luôn. Rồi tới lúc 18 tay 19 tay gì đó, cái bên 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 SE thì có gọi điện cho tôi, gọi điện cho tôi nói là mùa sau người ta muốn muốn xây dựng cái team. Tôi nhớ chính xác rồi, mùa sau SE muốn xây dựng cái team đoàn kết đồng đội đánh vì mọi người, sẽ muốn cả team đều tỏa sáng chứ không phải là mỗi tôi. Cái tôi nghe tôi ủa gì ta, muốn nguyên team tỏa sáng chứ không phải mỗi tôi. Cái tôi trong đầu tôi lúc mà tôi vừa nghe cái câu đó, cái tôi ủa what what bro, what do you say? Cái tôi mới nghĩ trong đầu tôi có hai luồng suy nghĩ là chắc tại vì tôi trong team thì tôi kiểu tôi làm việc thì giống như là đúng nhận đúng cái gì đúng thì không nói sai phải nhận á, kiểu cũng không được lòng mọi người lắm, không được lòng vài người, không được lòng vài người lắm. Thì ok, người ta có thể nói là có vẻ là kiểu trong team có vài đứa không thích tôi hay là gì đó kiểu vậy thì ok. Còn kiểu mà nói cái câu mà hướng đến mọi người đều tỏa sáng chứ không phải mỗi tôi, cái tôi nghe tôi ủa gì vậy trời. Tôi vô team tôi chưa hề có một câu mà tôi nói là tôi muốn team muốn cover tôi hay tôi muốn tỏa sáng mình tôi luôn, chưa hề nói luôn. Tôi còn hay nói với tụi nó là mấy đứa hay đánh carry đi, mấy đứa hay tỏa sáng đi, tôi còn lại thích nữa. Đúng kiểu mình nghe nghe như kiểu mình đang kìm hãm sức mạnh của team nhỉ. Mình có làm gì đâu trời, tới ngày thi đấu bình thường tập luyện chả đụng chạm tới ai nên thôi. Nhưng mà bên đó cũng đã vui vẻ hợp tác với hợp tác gọi là từ từ để bích tướng cái ui đội hình nó bích ghê thế cả sai nhá. Bên đó cũng ok, bên đó cũng nói tôi là vậy thì mùa sau team bên đó bù đội hình của theo ý muốn của team bên đó và cũng tạo điều kiện cho tôi out team. Nhưng mà tôi out là bên gam mua chứ không phải là tôi out miễn phí nha. Đến chín lần là tôi out không thể miễn phí nha. Anh Ren với lại Ren với ai ta, anh Ren với mấy người bạn huấn luyện hả, với là ai G-Sport là mấy người đó out là theo dạng tự do kiểu thanh lý hợp đồng á. Còn tôi là chuyển nhượng, hợp đồng của tôi là bên gam mua, gam hợp đồng của tôi chuyển nhượng chứ không phải là bên SE cho tôi đi free. Rồi tôi lúc mà tôi out lúc mà tôi nghe tin đó thì tôi cũng cũng đi nói chuyện này nọ, cũng được cho xin xin anh Phụng cho phép này nọ nói chuyện với mấy team khác. Thì tôi có nói chuyện với vài team trong đó có Gam, cũng có nói chuyện với vài team. Nhưng mà cuối cùng thì tôi quyết định vô Gam, bên FE cũng tạo điều kiện cho tôi vô Gam. Nói chung là tôi cũng được quyền lựa chọn á, tôi được quyền lựa chọn vô team thì tôi cũng thấy ok, nói chung cũng được. Chứ đừng kiểu mà cho tôi đặt đâu tôi ngồi đó là tôi giận á, chắc có chuyện á. Nhưng mà đợt này thì cũng cho tôi lựa chọn, thường có đi nói chuyện vài team thì người ta hỏi tôi là bên nó hỏi tôi là muốn qua team nào thì sẽ liên hệ với lại chủ quản team đó để nói chuyện, hai bên nói chuyện. Tôi thấy ok thôi, good. Gam đội tuyển ai cũng muốn vô đúng không, cho nên mình có cơ hội vô thì tôi cũng nên suy nghĩ kỹ. Tôi chắc sẽ gắn bó với Gam lâu dài á, ít nhất là hết năm sau, ít nhất là vậy. Nhưng mà nghĩ chắc gắn bó lâu dài á, tôi không muốn đi đâu nữa đâu, đừng chuyển nhượng tôi nữa. I want stay here please. Chết luôn, chết luôn, chết luôn. Hỏi nữa, vậy lương nữa, hay hỏi lương quá. Mấy ông này thì cái mấy ông đúng tò mò về lương của tôi luôn, mấy ông hay vậy quá. Lương cọc 3 đồng mà hay hỏi quá. Lương tôi cọc 3 đồng thôi, đủ xài, đủ sống. Không có tiền mua webcam nữa hết chưa, khổ. Cảm ơn Mono nha. Đợi thích tuyển thủ Liên minh thoại Việt Nam nào nhất, nhì ba. Nói tự nhiên giờ ví dụ giờ tôi không phải là tuyển thủ thì anh em hỏi câu đó tôi trả lời được, còn giờ tôi đang thi đấu anh em hỏi vậy tôi trả lời mất lòng chứ. Nếu bây giờ anh em kia tôi bầu chọn
Đội hình hiện tại mạnh nhất VCS thì tôi chọn được. Lấy gam vô thôi. Còn chọn ấy thì khó. Tôi thích nhất, thích nhì khó. Có một mono nha. Ồ quên là phải người nước, người đó, cái đó phải người nước ngoài vậy đâu. Việt Nam chứ lộn. Chờ, chờ, chờ. Q, Q, Q. Chờ, chờ. Ánh mắt ta chạm nhau. Chờ, chờ. Ê, ê, còn còn thiếu vàng, còn thiếu vàng. Ngon. Đời sinh viên có cây đàn guitar, cầm cây xa chúng ta cùng hòa ca. Em này tại vì team nó máu giấy, mọi puppy nó trâu rồi, nhưng mà mình out đồ rồi đó, cho nên mình lên vô cận luôn em ơi. Ngày mày đơ muốn lên vô cận là lưỡi hái. Ờ, đảng đào, đơ không muốn lên cây cuồng đào lắm. Không có lỗi, không có lời nha. Bom một đã uy scan 10.000 đồng. Tốc độ chuột trong game với DPI chuột của Đe là bao nhiêu gì? Không bom một nha, Đe DPI 1.600, tốc độ chuột 55. Bot gần không bèo. Ơi xe anh ăn được nha, đừng ăn nha em ơi. Anh em ơi, anh em vô cái fanpage like cho Đơ giùm Đơ cái. Thì vậy sắp tới Đơ sẽ vô, Đơ sẽ đăng nhiều thứ lên fanpage nha, anh em coi ủng hộ Đơ nha. Cái đồ xanh cái gì Dũng Nguyễn? À Dũng Nguyễn đâu ở đây vậy? Dũng này. Ê, tôi đang nghĩ tới một diễn cảnh mà tôi giết nó phải khó khăn lắm á. Kiểu nó sẽ lát e, nó sẽ này nọ, né chiêu này nọ. Sao tôi bắn thường tôi cái tôi đúp nó chết. Là sao ta? Là sao vậy? Quỷ nào lết này vừa chơi vừa chơi vừa coi stream chứ phải nó. À! Xe chứ nhúc vàng nó như mạng sống vậy đó. Nó như mạng mạng của bên kia vậy đó. À, cố tượng, quỷ bóp bi. À, tôi bị sợ lượng cho. Chạy bên góc từ kia chết rồi anh em ơi. Chạy qua kia chết rồi. À, thằng này còn lát sống. Còn lát chạy hẳn sống ba nữa rồi. Tham cái nhỏ mà không biết cái lớn. Tham cái nhỏ mà không biết cái lớn. Trong đầu khai dứt hiện lên. Ừ, chú bơi đây rồi. Đụng đụng chết luôn. Nè tôi liền chứ.
Crusader 2020 mà né dẻo. Ở lộn, 2023 nó quýt cũng dẻo cần gì 2020. 2020 các bạn ngợp á. Đó sức mạnh của lên đầu cái này đó. Tôi mạnh này tôi nói thiệt nha. Tôi chuyên tôi đánh thiệt á. Tôi chuyên tôi đánh không được 50% cái kỹ năng của tôi nữa. Ui ghê vậy. Tết. Tôi chuyên tôi đánh không được 50% cái công lực của tôi nữa thiệt á. Anh em phải coi mà tôi review tôi đánh thì anh em mới thấy cái sự khủng khiếp. Anh em phải coi review giống như mấy cái mà anh em xem trên tôi có cái series đánh ngân hàng mà tôi up review á. Này nó thiệt chứ không giỡn, này nó thiệt. Tôi chơi ngân hàng mà tôi im lặng tôi vô tôi đánh là thôi. Tôi im lặng tôi vô tôi đánh điên lắm. Tại đó chắc có đồng đội ngăn được tôi thôi. Em dậy rồi nào em lớn hả? MBE no go. No go. Này trước trong team Vlad của tôi, Vlad 2022. No go này. Đó. 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 Ai mà lấy huấn luyện viên là đít em từ sáng tới tối luôn á. Anh em nhớ fanpage, like fanpage cho đơ nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Đơ mới gửi link cho chỗ kênh chat á. Sắp tới đơ sẽ cập nhật mấy cái thông tin. À lần đầu cái này quăng mấy thằng máu giấy mạnh bắn Bobby hơi lâu nha. Rất lâu nha. Trời ơi, one game. Trời ơi. quan game giỏi. Trời lên đây không tiếng quá e được luôn á. Cấp 16 mới tiếng quá được. Ồ hàng gì nó giờ thế tí quá. Ơ. Vãi nồi, nãy giờ quên luôn á trời. Quá lo sầm sàm. Nãy giờ mình đây không tiếng quá e hàng gì thấy. Ủa tôi nãy giờ tàn hình mình đâu ta? Sao nhìn mình thiếu cái động quá vậy? Nhìn mình thiếu cái động quá vậy? Thì ra. Quên cầm đi hút máu mà. Oh my god. Hàng gì nó giờ thấy thiếu. Thôi được coi quan game anh em ơi. Game đang dễ đừng làm nó khó please. Bán cái này game dễ. Bán cái này lên này là game dễ dạng luôn. Tiếng quá nhanh nè anh em để chuột vô đây đúng không? Xong anh em bấm nút biến về nút chữ B này nè. Bấm hai cái cùng lúc là được nè. Đấy. Bấm chuột chỗ đó xong bấm biến về được. Nhìn item này nhớ thời 2020 quá. Ở thời 2020 chen luôn nè. Không có số quà tặng đúng không ta? Không có số quà tặng. Thay số quà tặng bằng đầu hiên ngân hả ta? Đúng không? Thay mỗi số quà tặng thôi. Và skin khác nữa. Skin tiên sứ tương lai. Like cái gì á? Like gì á? Like gì á? Đánh với đơ mà like. Đưa con ra, đưa con ra, đưa dụ nó, đưa bắt, đưa bắt nó. Bây giờ đâu, đưa bắt cái này hơi sâu. Ôi, đưa con ra. Quýnh đi. Quýnh đi, đưa nè. Đấy. Ở gồng nước luôn chứ. Này trận chung kết chứ đâu gồng nước luôn nè. Lớn đi em. Chọc em xíu. Thằng mid là Talon là mid của MBE Nugu.
anh em nhớ, anh em nào chưa ấn subscribe kênh thì ấn subscribe kênh cho đôi nha, với lại anh em ấn like fanpage giùm đức giúp đôi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.